Chào mọi người, konnichiwa. Rồi thì hôm nay thì sensei sẽ tiếp tục với bản chữ cái hiragana ha. Rồi các video trước sensei đã hoàn thiện bản chữ cái hiragana, các bạn có thể mở lại xem nhé. Rồi còn video hôm nay chúng ta cũng đừng bỏ qua nhé, nó rất là quan trọng vì nó sẽ giúp cho chúng ta đọc được các chữ trong tiếng Nhật được hôm nào. Hay bắt đầu nào. Rồi đầu tiên thì chúng ta xác nhận cho sensei ha. Chúng ta biết được bốn khái niệm. Đầu tiên là gì? Biến âm. Tiếp theo đó là ảo âm hoặc là âm ghép, nó có hai tên gọi ha. Rồi tiếng Nhật nó gọi là yōon ha. Trường âm thì là chōon, được chưa nào? Rồi âm ngắt là shokuon. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ha. Rồi trước tiên thì xác nhận giúp sensei một điều. Đây là cái bảng hiragana, nó theo chiều dọc đúng không? Rồi đầu tiên thì cột, chúng ta sẽ có cột gì đây? Cột A, các bạn thấy không? Cột A đây, từ trên xuống dưới mình gọi nó là cột A. Tiếp theo cột Y đây, cột U, E và O, được chưa? Về hàng thì đây các bạn nhìn ha, sensei sẽ tính từ bên trái sang. Hàng là có hàng A, tức là gồm A, I, U, E, O. Tiếp tục hàng K, sensei gọi hàng K thì các bạn sẽ biết nó gồm 5 chữ K, Ki, Ku, Kê, Ko. Cũng tiếp tục giống như các hàng còn lại cũng vậy. Hàng Sa, hàng Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, được chưa? Còn ba chữ cuối này nó lẻ ha mọi người ha. Đây hai chữ lẻ luôn, được chưa? Rồi khi xác nhận như vậy rồi chúng ta mới qua tiếp tục ha, biết được cái khái niệm nó. Đây biến âm ha các bạn. Biến âm thì đơn giản các bạn hiểu nó sẽ làm thay đổi đi âm của nó thôi. Rồi thì cái nào làm cho nó bị thay đổi âm thì nó gồm hai cái tác nhân khiến nó thay đổi. Đầu tiên là âm đục. Âm đục người ta gọi tiếng Nhật là dakon ha, được ký hiệu là hai cái dấu phẩy các bạn, hai cái dấu phẩy liên tục ha. Rồi nó được đọc là ten ten, được chưa? Ten ten. Tiếp tục âm bán đục thì là han dakon ha, nó ký hiệu bằng cái dấu gì? Maru, dấu tròn ha, là gọi là maru, được chưa? Rồi về quy tắc thì sensei sẽ nói sơ trước. Quy tắc thì dấu ten ten nó chia ra ha, dấu ten ten sẽ được thêm vào bốn hàng gồm có ka, hàng sa, hàng ta và hàng ha mà sensei vừa mới nói ở phía trên, được chưa? Rồi tiếp tục, riêng chỉ có cái chữ maru này, cái dấu maru này nè sẽ thêm vào hàng gì thôi? Hàng ha thôi, được chưa? Rồi cái cách thêm á thì ten ten và maru sẽ thêm vào cái gì? Cái góc bên phải phía trên, được chưa? Của cái chữ ha, sẽ làm thay đổi cái âm nó đi ha, biến đổi âm. Rồi bây giờ chúng ta vô chúng ta tìm hiểu ha, kỹ hơn ha. Rồi đây sensei xác nhận với các bạn các hàng thêm một lần nữa. Đây hàng ka, đây hàng sa, ta và ha, bốn hàng này bị biến âm, được chưa? Rồi đầu tiên chúng ta có ka, ki, ku, kê, ko. Khi biến đổi âm thì chữ ka nó sẽ không nó sẽ đổi thành chữ gì ta? Chữ g các bạn. Thì nó sẽ có nguyên hàng là gì? Ga, ki, gu, ge, go. Các bạn theo kịp chưa ạ? Tiếp theo ha. Chúng ta có tiếp tục hàng gì? Sensei quên nhắc với các bạn một tí ha. Các bạn nhìn thấy cái cách nó ghi nè các bạn. Ghi cái dấu ten ten nè, như hồi nãy sensei nói ha. Nó sẽ ở phía trên ha. Và cái góc ở trên cùng ha, đây. Hai cái nét phẩy nhỏ thôi, được chưa nào? Rồi tiếp tục hàng sa ha, sa, shi, su, se, so. Chuyển biến âm của nó sẽ thành âm sách, được chưa? Thì trước đây trước thì nó sẽ đổi thành như thế nào đây? Za, ji, zu, ze, zo. Đây các bạn thấy cái này ký hiệu nó hơi khác so với bốn chữ còn lại ha, các bạn lưu ý ha. Ji, phiên âm nó khác thôi, được chưa? Rồi tiếp tục với hàng ta, chi, sư, tề, tô, nó biến đổi thành chữ gì? Từ ta thành gì? Chữ giờ, nhưng mà mình đọc là đờ mọi người, đờ nha. Đây vô đây nè, da, di, dư, đê, đô. Các bạn nhìn quan sát giùm sensei ha, đây cách đọc của nó giống nè, giống nè. Vậy thì phân biệt nó làm sao? Rồi đối với hai cặp này nè các bạn, thì khi mà người ta nhắc đến chữ di hoặc chữ dư á, thì người ta
sẽ ít khi nhắc tới hai cái này, mà người ta chủ yếu là nhắc về hai bạn này, được chưa? Ji và Dư, khi nghe nhắc đến thì ghi cho sensei là chữ Ji này và chữ Dư này, được chưa? Ừ. Tại do cái cách đọc nó không có khác nhau gì hết, được chưa? Này, tiếp theo chúng ta còn một cái hàng nào các bạn, sensei chưa nói tới, đó là hàng hàng ha, đúng không? Hàng ha thì nó sẽ có là ha, hi, phu, hề, hô. Nó sẽ thêm ten ten, nó sẽ biến đổi thành gì đây? Chữ bờ, hờ thành bờ thì nó sẽ có là ba, bi, vư, bề, bồ. Nhẹ thôi các bạn, đọc nhẹ thôi. Ba, bi, vư, bề, bồ, được chưa? Rồi, tiếp tục. Sensei có hàng hờ này ha, nhưng mà lần này nó sẽ thêm biến âm maru, được chưa? Nó cũng thêm vào góc bên bên phải luôn, ở phía trên luôn, được chưa? Khi đó chữ hờ thành chữ bờ. Bờ này chúng ta sẽ đọc bật âm ra một tí là ba, pi, pu, phê, pô. À, nó mạnh hơn một tí, âm nó bật ra mạnh hơn một tí, được chưa nào? À, các bạn có nắm được chưa ạ? À, nếu các bạn thấy nhanh quá thì các bạn có thể quay lại để các bạn xem ha, kỹ hơn ha. Rồi, tiếp theo các bạn hãy đọc giúp sensei. Rồi, chữ này là gì đây? Mê, ga, nê, được chưa? Mê, ga, nê, ha. Tiếp theo, ka, gi, được chưa? Ha. Những cái chữ mà đỏ này nè, là chúng ta mới vừa học đúng không? Rồi, chữ tiếp theo là go, han, ha, n, nè các bạn, đọc là go, han, được chưa? Rồi, tiếp tục, chữ này là mi, dư, ha, mi, dư, dư, được chưa? Chữ kế tiếp là kaze, ha, kaze. Hi, hi ra, đúng không? Ừ, hi ra, ha, ra. Rồi, e gì đây? E da, ha. Kế tiếp, hana, gì, đúng không? Hana, gì? Ma, độ. Ừ. Đây là bara, ha, bara. Rồi, hay là gì đây? Ka, bin. B, N là bin, được chưa? À, nó chỉ ghép lại thôi các bạn. À, tiếng Nhật chỉ là ghép lại và đọc thôi. À, không có gì khó ha. Rồi, tiếp theo là thêm bư ra. À, chúng ta bấm môi lại một tí ha. Thêm bư ra. Ides. Đây là món ăn đúng không? Ăn Nhật ha. Ides cả. Các bạn nhớ chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng ta đến một cái khái niệm nữa. Đó là ảo âm. Ha. Ảo âm thì nghe nó cũng hơi lạ. Nhưng mà khi mà người ta đưa về cái khái niệm gọi là âm ghép á, thì các bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn, đúng không? Ừ. À, nói nôm na, à, ảo âm đây tiếng Nhật gọi là vô on. À, sensei nói âm ghép để cho các bạn hiểu là gì? Nó ghép lại với nhau thôi, được chưa? Nó ghép hai cái lại với nhau. À, rồi, ghép thì nó sẽ ghép cái gì với cái gì? Nó sẽ ghép những cái cột y đây. Nó sẽ ghép với gì? Cái hàng gì đây? Ba cái chữ da, diêu, vô này, được chưa? À, ghép như thế nào thì mình cùng tìm hiểu ha. Rồi, đây các bạn nhìn đây, từ đây tới đây thôi. Đây là ki, chi, chi, ni, hi, mi, ri, được chưa? Nó sẽ ghép với da, diêu, vô. Các bạn lưu ý cho sensei ha, khi ghép cái cột y không có chữ y ở bên trong đó, được chưa? Các bạn nhìn đâu có chữ y đúng không? Ha. Rồi, nó ghép với da yu vô thì cách ghép của nó sẽ viết nhỏ bằng 1/2 cái chữ trước ha. Chữ da này viết nhỏ hơn chữ ki hơn 1/2, được chưa? Thì đây là sensei cho các bạn nhìn tổng quát trước ha. Đây ha, trong bảng chữ cái tiếp theo nó còn có gì đây? Ki, ji, bi, pi, được chưa? Nó ghép với da yu vô thì nó cũng ghép như vậy luôn. Đây là cái biến âm nãy giờ mình học đúng không? Ừ. Và có một cái âm G á các bạn cũng không được mạnh đại sensei tí ha. Nó có cái âm này nè. Đây, cái âm này thì chúng ta sẽ không ghép trong đây, được chưa? Các bạn biết thôi ha, chứ nó không nằm trong cái ghép âm của chúng ta. Chỉ có ba bạn này thôi. Ba bạn này, bốn bạn này xin lỗi ha, bốn bạn này nó sẽ được ghép, được chưa? Rồi, ides. Tiếp cho sensei ha. Sensei sẽ hướng dẫn qua một hàng để chúng ta biết ha, chúng ta biết kỹ hơn. Đây, ki đúng không? Ki ghép với chữ da, được chưa? Thì nó sẽ ra từ hai âm ghép lại, nó sẽ chỉ còn một âm thôi.
ha, các bạn thấy cái cách nó ghi nè, chữ ki là ghi lớn lên ha, bình thường ha, chữ này ghi nhỏ lại một phần hai chữ trước. Thì khi đó chúng ta sẽ đọc như thế nào? Từ chữ ki nè, chữ ki nè, chữ da nè, gộp lại nó sẽ mất đi cái y, y ngắn đúng không? Nó sẽ có chữ y dài thôi, y dài và chữ a bên đây. Thì lúc này chúng ta sẽ đọc làm sao cho có một âm thôi ha. Chúng ta sẽ đọc như thế nào? Kia, được không? Kia ha. Vừa có chữ y mà vừa có chữ a trong đó nữa đúng không? Kia, kia. Ý đẹp ta. Tiếp theo, ki cộng diu thì cũng như vậy. Nó sẽ có là gì đây? Ha, các bạn đọc nhanh lên ha. Các bạn thấy chưa quen nhưng mà các bạn từ từ. Các bạn đọc từ chữ gì? Ki diu, ki diu, kiu, kiu, được chưa? Ha, thành một âm duy nhất thôi là kiu, được chưa nào? Ý đẹp ta. Ha. Tiếp theo, ki mà ghép với vô thì nó sẽ có là gì đây? Đọc nhanh lên nha các bạn. À, nhanh mà ngắn gọn ha, dứt khoát ha. Kyo, được chưa? Ki với vô thành kyo, kyo. Nhớ là một cái chữ y nhỏ đi ha. Khi phiên âm ra nó bỏ chữ y nhỏ đi ha. Được chưa? À, chúng ta cùng đọc ba chữ này lại ha. Đây là kya, kyu và kyo. Được chưa nào? Rồi, đây sensei đưa ra một cái hàng để chúng ta hiểu được cái cách của nó ghép lại thôi. À, chúng ta nhìn giúp sensei ha. Đây, khi chúng ta ghép lại chúng ta có cái bảng như thế này. Ừ, bảng như thế này. Rồi, khi ghép lại thì các bạn thấy sensei nói đúng không? Nó sẽ bỏ đi cái chữ y, y ngắn và y ngắn ha. Và nó sẽ ghi chữ da lại ha. Đây cũng vậy. À, kiu, cô ha. Kia, kiu, kyo ha. Nhưng mà nó có đặc biệt như thế này nè các bạn. Các hàng mà si, chi, z thì khi mà chúng ta viết romaji á, nó không còn chữ y nữa, không còn chữ y nữa, có nghĩa là sao? Khi chúng ta ghép lại là nó đọc, đáng lẽ nó có chữ y này đúng không? Nhưng mà nó sẽ không, nó bỏ luôn các bạn, nó bỏ luôn, được chưa? Rồi, có nghĩa là ba hàng này si, chi và z. À, rồi các bạn quan sát cách sensei đọc ha, từng hàng một ha. Rồi đầu tiên là gì? Kia, kiu, kyo, được chưa? Tiếp theo si ghép lại thành gì đây? Sa ha. Lưu ý cái hàng này không có chữ y ở giữa, chúng ta đọc bỏ chữ y đi, nó lúc này nó sẽ còn là gì? Sa thôi, bình thường thôi. Sa, siêu và so, được chưa? Tiếp tục chữ chi ghép lại thành gì đây? Các bạn nhìn ha, nó đặc biệt thì nó sẽ không có gì, không có chữ y. Sensei đọc cho các bạn xem ha. Cha, chiu, cho, được chưa? Tiếp theo chữ ni thì đọc bình thường là nha, nhiu, nhiều. Rồi hi cũng bình thường luôn là cha, hiu, hiu. À, rồi tiếp theo là mình cùng nhau đọc ha. Nha, nhiu, nhiều, được chưa? Cha, chiu, chiu. À, kia, kiu, kiu. Rồi, chúng ta gặp một cái bảng đặc biệt nữa đây. Đây, chúng ta không có chữ y dài đúng không? Khi đó chúng ta đọc làm sao? Da, da, diu, dô. Chữ di á các bạn, di á. Da, diu, dô. Tiếp theo, bi thì sẽ có là pia, ha, pia, piu, piu. Rồi, chúng ta bật hơi mạnh hơn một tí ha, so với hàng trên. Là gì? Pia, piu, piu. Ý đẹp cả. Được không nào? À, sensei đã sơ lược qua ha các âm ảo âm của nó, được chưa nào? À, các bạn hãy về xem lại ha, xem lại nha. Rồi, đây chúng ta đọc như thế nào như nó sao? Đây chúng ta xác nhận đây là cái phần ảo âm của nó đúng không? Ha, siêu rui, được chưa? Siêu rui, it is cả. Tiếp theo này chúng ta đọc như thế nào? À, san đúng không? Đây gia cừ có ba phần ha, chúng ta chia ra nó dễ hơn. Nhưng mà các bạn lưu ý cái này các bạn không đọc n mà các bạn đọc là sam pia cừ ha. Từ từ sensei sẽ giải thích thêm cái chữ n này cho các bạn, được chưa? Cái chữ in đó cho các bạn ha. Thì lúc này các bạn đọc lại cho sensei là sam pia cừ, được chưa? Ha, kế tiếp chúng ta có chữ gì? Chí mư sổ, đúng không? Chí mư sổ, được chưa? Hay tiếp theo o kia cừ. Okyaku. Ok, ides. Rồi, chữ này cha đúng không? Cha đúng không? Cha gì? Cha wan. Ides ka? Cha wan. Rồi. Kyo
đây, kyo đây, kyo nen ha, kyo nen. À. Đây đọc sao đây? Sensei nói là chữ gì đúng không? Ja, ja, ma ha, ja ma. Ides ka? Rồi. Vừa qua sensei đã nói qua cái khái niệm của biến âm và ảo âm. Thì các bạn nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Video kế tiếp thì sensei sẽ làm về hai khái niệm nữa, đó là trường âm và âm ngắt. Các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.